nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã viết con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thấu có biết trái tim này, còn than khóc kết nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Đời đau nhói khi cay khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Nam Khánh xin kính chào quý vị. Hôm nay mặc dù rất là bận nhưng mà em cũng bớt chút thời gian để làm một cái clip để gửi đến quý vị một bộ phối ghép đồng bộ của Pioneer. Rất nhiều anh em gọi điện để bảo ghép cho một bộ tầm 10 triệu. Thì hôm nay em làm một cái clip này để giới thiệu đến anh em một bộ phối ghép tầm giá 10 triệu rất là hay. Và nói chung là toàn dòng thương hiệu nổi tiếng cả, toàn những model nổi tiếng. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video giới thiệu sản phẩm của bên Nam Khánh Audio. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489. Địa chỉ em ở khu đô thị Zco Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Có giao hàng toàn quốc. Và em xin được quay chi tiết cho anh em bộ sản phẩm hôm nay gồm một âm ly Pioneer SA8800. Em này thì nói chung là cũng rất là thân thuộc với cả các anh em rồi. Dòng này thì dòng thương hiệu. Hàng này là hàng về cực đẹp, có thể nói là rất đẹp. Từng cái xoáy lúm của nó vẫn còn nét căng luôn, anh em để ý nhá. Đây, model Pioneer SA8800. Điện 100V, công suất 100W, đánh 4 sò sắt. Đấy. Tất cả là zin đét 100%. Tiếp theo, một cặp loa Pioneer CSF7000. Đấy. Như anh em đang xem đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em từ trước đến sau cho anh em nhìn cho nó rõ nhé. Trước tiên là em giới thiệu là một em này được trang bị một bát 26cm gân vải, màng giấy, nón giấy, một chung 12cm để em zoom cho nó rõ, cũng gân vải, màng giấy. Và em chép chuyên giải cao. Tuyến loa thì cực đẹp và vuông thành sắc cạnh. Đây, để quay cho anh em từ trước đến sau và từ trên xuống dưới. Hàng bãi về thì cực đẹp luôn. Chuẩn trái phải anh em nhé. Đây này. Mỗi bên nó sẽ có một chiếc nép ride. Đấy. Đây em quay cho anh em cái tem của nó nhá. Nó còn nguyên bụi luôn. Còn cả em gì đây nữa. Em này là em tắc kè.
Em đang trú ngụ đây. Pioneer CSF 7000, công suất 70W, 8 ohm, made in Japan. Dòng này thì nói chung là nó cũng tên tuổi trên thị trường rồi, anh em chơi loa đánh giá rất là cao, chơi nhạc vàng cực hay mà rất dễ ghép nhá. Em xin nhắc lại là rất dễ ghép. Dòng này về thì là nó là loa gân vải, cho nên là anh em không phải lo mục gân hay gân gì cả, đánh muôn đời luôn, cực mềm. Một nỗ thông hơi đây, loa ba đường tiếng. Đây là e căng của em nó, còn rất là đẹp, vải zin luôn nhá, vải zin luôn, rất là đẹp luôn. Các chốt e căng còn nguyên, không bị nứt gãy gì. Tiếp theo em xin quay tiếp chiếc bên này cho anh em. Cũng như vậy, một bát 26cm gân vải, màng giấy, nón giấy, một nỗ thông hơi, một chung, một chép, tất cả các kiềng loa cực đẹp luôn, sáng choang. Dòng này thì rất là hay rồi, góc cạnh đẹp, từ dưới chân cũng đẹp luôn. Và đây, cái căng của em nó đây, cũng nguyên zin, lưới zin luôn, vải cũng zin luôn. Dòng này thì chơi nhạc vàng bolero thì cực hay luôn anh em. Đấy, anh em để ý nhá, chuẩn nét rai luôn nhá. Tem bên phải của nó đây, thùng quách rất là đẹp luôn. Dòng này thì đánh cực là hay rồi, nhạc vàng tê tái luôn. Với cái tầm tiền 6,5 triệu thì có thể nói là ít sự lựa chọn mà hơn được em này nhá. Thì đây thì em quay tổng thể cho anh em. Đấy, cực đẹp luôn. Anh em có thể trưng bày phòng khách, hoặc là nhiều anh em tận dụng để mà thêm vang số, hát karaoke cũng được, gọi là hát chơi gia đình thôi nhá, chứ còn hát bạo lực thì không được. Đấy là em nói rõ luôn, bởi vì dòng này là dòng chuyên nghe nhạc, hát chơi bời ok. Đấy, thêm cái chút xúc nữa là hát chơi bời ok. Thì tổng thể bộ hôm nay gồm âm ly Pioneer 8800 và loa Pioneer CSF 7000. Em xin báo giá từng sản phẩm một. Đôi loa Pioneer CSF 7000 bên em đang bán là 6,5 triệu. Có ship toàn quốc và chưa bao gồm phí ship. Chiếc âm ly Pioneer 8800 bên Nam Khánh đang bán là 3,800,000 đồng. Tất cả zin và đẹp xuất sắc. Anh em có thể thấy từ đây để quay cho anh em cạnh phía sau nhé. Nói chung là cực đẹp luôn. Em đang đánh qua điện thoại bình thường thôi, không có gọi là đầu giải mã hay là cái gì cả, đánh trơn luôn. Đây, quay cho anh em đít đáy cực đẹp luôn. Đấy, anh em đang kết nối cổng AUX nhá. Thì con này rất nhiều đường vào, AUX này, tuner này. Còn hai cổng này anh em chơi đĩa than. Đây là cổng tab 1, tab 2. Đây, tem em nó đây. Thì em zoom nó nét đây. Đấy, Pioneer SA 8800. Con này là hàng đấu mạng rất là đẹp nhá, anh em nhá. Trở kháng loa từ 4 đến 16 ohm. Còn khi đấu A cộng B thì anh em để ý là số ohm là từ 8 đến 16 ohm. Đấy, có nghĩa là anh em có thể chơi được hai cặp loa liền lúc AB và A cộng B. Anh em để ý hàng mạng thì là về rất là đẹp, thì từ các cái tem nó vẫn còn sắc nét nhá. Chứ còn nếu mà hàng bãi sẽ sẩy xước và những cái nước đấy sẽ xấu. Thì anh em để ý nhá, góc cạnh thì quá đẹp rồi. Đấy, em xin báo giá lại với anh em. Chiếc âm ly Pioneer SA 8800 bên Nam Khánh đang bán là 3,800,000 đồng. Đôi loa Pioneer CSF 7000
bên Nam Khánh đang bán là 6,5 triệu, đầy đủ ế căng, thùng quách đẹp, nguyên zin, tuyến loa cực đẹp. Nhiều dòng về nó sẽ bị móp các cái nón loa do bên Nhật người ta trẻ con nó nghịch đợt đấy hoặc là vận chuyển, nhưng riêng đôi này về thì có thể nói là xuất sắc, đẹp keng, tuyến loa không tì vết, gân vải căng mọng, nguyên zin, đầy đủ lưới, thùng quách đẹp, 6,5 triệu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ khu đô thị Zetco Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam Khánh cũng như là để theo dõi được những cái video khi em up lên này, anh em nhận được luôn. Cảm ơn anh em đã xem video.